chicken and flame. Shout out to Andre, man. Yeah, Andre right hand, man. Yeah. Anh vẫn là lướt lên trên sân khấu, cho những cảm xúc trong anh nung nấu, luôn luôn như thế, luôn chiến đấu, yeah. Cho lần đầu, anh là cảm xúc hôm nay nung nấu, anh đang như thế trên sân khấu, anh không bao giờ muốn anh phải ngừng đâu, yeah. Cho lần đầu, anh tìm kiếm con đường này từ bấy lâu, anh sáng kia đang ngời, soi tìm gì tận đây sâu, thì ra là cho anh đó, anh cần vương để lấy màu, để cho tương lai về sau mình sẽ không phải thay đâu. Làm cho mọi thứ phải thật tốt, yeah. Và xung quanh đây tôi cảm bay, nhìn lúc chạy ra và cho quay. Làm cho anh thật thôi, hương cầu tôi chạy cho anh. Bởi vì 5 phút mỗi khi em bước lên, tất cả đều luôn mong bên trong giấc mơ. Anh phải làm tốt khai giá luôn nghìn người, dễ như một giấc mơ. Khoảnh khắc đó không thể nào quay đi. Và nước mắt ấy vẫn đang còn trên mi. Nhà anh biết đó mai sẽ là ai sáng, mà anh đã luôn ghi. Mọi cái xuất hiện ánh mắt đều focus. Tinh động và sức khỏe tuổi trẻ, anh đã cho hết, anh đã không màng thời gian. Yêu rap thì không có tập kết, anh như đang trôi trong không gian. Khi em bước lên stage, baby em có hay. Anh cho một thứ hôm nay đã kéo dài, dù cho một phút giây. Anh đã có cô người yêu thật tuyệt vời, và nếu em muốn thì anh có thể ký tên. Có thể không tiền này cần thêm thủy thủ, nhưng thằng này xứng đáng thì mời đưa bước lên, yeah. Anh có thể là một thứ hôm nay, con thằng này là trời chỉ luôn lấy. Là một thứ thật tốt ở trong đây, em không được cầm tiền gửi tới tuôn bơi. Lên trên sân khấu, cho những cảm xúc trong anh nung nấu, luôn luôn như thế, luôn chiến đấu, yeah. Cho lần đầu, anh là cảm xúc hôm nay nung nấu, anh đang như tên trên sân khấu, anh không bao giờ muốn anh phải ngừng đâu, yeah. Cho lần đầu, anh tìm kiếm con đường này từ bấy lâu, anh sáng kia đặt người, soi tìm gì tận đây sâu, thì ra là cho anh đó, anh cần vương để lấy màu, để cho tương lai về sau, mình sẽ không phải thay đâu. Và thông điệp tao vẫn giữ ở nơi này. Nếu có cơ hội trở về ngày hôm ấy, tao chỉ muốn lắng nghe nhiều hơn là như vậy. Ý chí sắt đá tao không được sống bậy, tao luôn nhắc mấy đứa em mình như vậy. Sau lưng tao phải mặc thêm đôi cánh, không để cho cuộc đời đặt lên một đống gậy. Tao luôn mang theo tay như thế, mỗi khi bước lên sân khấu vẫn nghe lại một trận chiến. Tao phải chiến hết gân máu, nên tao cần phải tiếp tục, tiếp tục. Quá nhiều đôi tay cần dạy tao thuyết phục. Khi tao may check 1, 2, 3, tao và anh Andre là superstar. Không bên này hà dù chuyện gì xảy ra, phải mang vinh quang này với chiếc quê nhà. Ok, ra đường thì tao chỉ là sói. Tao biết hôm nay bụng tao vẫn còn đói, lấp liếm quá nhiều tội lỗi. Tao không muốn thấy con đường mình sập tối, yeah. Mang nhiều hơn khi quay trở về nhà. Túi này trống. Tao biết được cuộc sống không đâu về đây hà. Tao chiến đấu chỉ vì 5 phút khi tao bước lên stage. Khi tất cả thằng đó còn ghét tao, không quan tâm. Chỉ cần biết mai trong tay tao vẫn còn đang rap tiếp. Và tao tung bay, yeah. Tao là lo có nhiều hôm nay, để được con đây khi tao lôi thoát. Từ nó sẽ không biết nơi đây, yeah. Ok, yeah. Tao kiếm lại lưu lên trên sân khấu, cho những cảm xúc trong anh nung nấu, luôn luôn như thế, luôn tranh đấu, yeah. Cho lần đầu, anh là cảm xúc hôm nay nung nấu, anh đang như thế trên sân khấu, anh không bao giờ muốn anh phải ngừng đâu, yeah. Cho lần đầu, anh tìm kiếm con đường này từ bấy lâu, anh sáng kia đặt người, soi tìm gì tận đây sâu. Thì ra là cho anh đó, anh cần vương để lấy màu, để cho tương lai về sau mình sẽ không phải thay đâu. Shout out, Andre Ryan, man. Check out the flame and the grip.